Đâu ngày 3 tháng 6 đây, ngày 3 tháng 6 đội quản trị, đội quản ngựa, quản ngựa. Không tóm. Không tóm đâu. Không tóm đây. Quản ngựa đang ngày 3 tháng 6 không tóm đây. Đây. Không tóm quản ngựa. Nè quản ngựa không tóm. Đây thì nó có. 3 tháng 6 hơn rồi, không trong cái qua. Đúng rồi, còn có tạo vô luôn, có vô luôn không? 3 tháng 6 bốn tóm này vô số vậy. Bốn tóm có vô không? Bốn tóm có. Bốn tóm có. Bốn ba. À 10 tóm. Không có vô luôn. À bốn tóm thì anh không chưa thấy. Tóm cá luôn. Tóm. Có giá tóm. Giá tóm một tờ. Đây giá tóm. Đây đây tóm. Hơi tóm này nào đó. Tóm Khánh Hòa. Thứ tư đó. Khánh Hòa phải không? Đâu là Khánh Hòa hứ. Khánh Hòa nãy giờ là. Đâu Khánh Hòa. Ngày mai cho. Ngày 31 này. Ngày 31 tháng 5 nè. Đâu. Nói chung là hơi tờ giá tóm. Đâu hơi tờ giá tóm thấy. Một tờ rồi chứ. Cũng có trúng được rồi. Cũng giá tóm. Giá tóm. Cũng có trúng được rồi. À. Mua lâu lét rồi trúng một tờ. Mình mua con kia con nọ, nếu mua không cạp thì trúng hết luôn rồi, cạp. Đây đâu có nghĩ kêu cái. Đây đúng rồi, mấu tháng năm hơn rồi. Đúng rồi. Qua. Hơi tóm Khánh Hòa. Hơi tờ mà trúng tờ còn tờ cạp. Với số ngon lành. Rồi không có bị rách gì hết. Hơi tờ nè, tôi không tóm tôm mư. Rồi không có bị rách, còn ghim đường chỉ ngay ngon hết rồi. Ngay ngon, không có bị rách rài chóc quá gì hết. Nha. Nó ngon lành đó, giữ với số là đẹp. Hồi bữa chị kia để nước dài mà cũng đủ hơi cực. À đó. Không tóm và hơi tóm. Rồi hơi tóm đây. Hơi tóm. À, trong tiền. À, trong tiền như chị. Ngay ngon vậy. Trong tiền ngay ngon. Đó. Giờ mua là ít số nữa sao. Đây ngày 31 tháng 5 2023 Khánh Hòa hơi tóm. Đó và không tóm. Hả? Con nữa thì. Không tóm con nữa. Qua tháng 6 đầu ngon lành anh đồ. À mua lần trúng hơi tờ cũng vui rồi kệ nó. Mua hơi lần rồi với ra với dò với hơi lần. À rảnh mà dò giờ đi biển đó mà màu biết em mua. À đi biển, đi biển ạ. À. Vậy nè, đi biển là gần nước chạy giải thì hợp với nước rồi. Có trúng vậy tốn mà đẹp. Chạy hợp với nước là chạy ví dụ như có tuổi mà hợp với nước nghe. Tốn hay sao tốn với hợp. Họ mập ví dụ như họ mập cay mập trong đó được nghe. Thì mình hợp với nước là mình ở gần biển mình mưa được nghe. Mưa gió bổ bùng tới đây bón số ế này mưa mình mua dễ trúng lắm. Vừa mấy người bón ế với số là mưa bón không được. Mà vừa hợp với chị. Nghe em nè. Nó mua luôn một cái cả đây luôn. Cầm nó không có rách không có ái là à được, đừng có cho nước rách đồ cũng không hôm nay. Nói chung là mình làm xô một cái tài số nó còn nguyên dạng nó tấu hơn đẹp hơn. Nhà chị ở đâu mà mua cho số cũng hai chứ. Mua. Gà xòa lắm. Xòa lắm. Xòa lắm. Chú bây giờ dạ con biết bây giờ không biết rồi nổi gì xòa lắm. Cô viên dạ con mơ hả? Cô mơ này sao? Cô mơ là dạng bấu. Con biết mà sao không nói gì. Bây giờ. Cô ngay như xưa hạ các mua vố hả? Vố đâu? Cô giá này. À bà vợ đi rước. Bây giờ. Bà chị ở chú chị qua Tròn phải không? Ủa nó có mấy quá. Bà chị ở sớm nhà chị qua Tròn hả? Em chị qua Tròn. Em chị qua Tròn mà có chị cô nữa phải không? À chị chưa? À rồi biết rồi lên kép. Rồi. Cái chị cô nữa. Rồi bây giờ nhá rồi. Không bữa nay hình hơi ốm xíu phải không? À giờ giống eo phải không? Tập giờ là vừa qua rồi đó, giống eo đúng rồi. Rồi điện đây. À mà không được đây.